giá cà phê trong nước giảm nhẹ. Giá cà phê hôm nay 22 tháng 4 tại thị trường trong nước giảm nhẹ 200 đồng trên kg so với hôm qua, hiện giá dao động từ 50.400 đến 50.900 đồng trên kg. Giá cà phê trong nước hôm nay 22 tháng 4 giảm nhẹ 200 đồng trên kg. Cụ thể, giá cà phê nhân xô cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng hiện ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà được thu mua với giá từ 50.300-50.400 đồng trên kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum và tỉnh Đắk Nông, cà phê ở mức giá 50.800 đồng trên kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm 200 đồng trên kg, tại huyện cưm ga giá cà phê hiện ở mức 50.800 đồng trên kg. Còn tại huyện Iaet Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 50.900 đồng trên kg. Đối với giá cà phê thế giới, giá cà phê trên hai sàn tiếp tục xu hướng giảm do đồng đô la Mỹ tăng trở lại cùng với đó là áp lực của giao hàng kỳ hạn tháng 5 cận kề. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London điều chỉnh giảm. Kỳ hạn giao tháng 5 giảm 26 đô la Mỹ xuống 2.442 USD tấn và kỳ hạn giao tháng 7 giảm 12 đô la Mỹ, còn 2.374 USD tấn, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình, cấu trúc giá nghịch đảo thu hẹp khoảng cách. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn Ice Mỹ New York tiếp tục sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm thêm 6,25 sen, xuống 193,90 sen LB và kỳ hạn giao tháng 9 giảm thêm 5,95 sen, còn 191,25 sen LB, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình. Trong quý 1 năm 2023, các doanh nghiệp nước ta đã xuất khẩu 220.749 tấn cà phê sang thị trường EU với trị giá thu về 473,7 triệu đô la Mỹ giảm 8,2% về lượng và 10,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, EU tiếp tục là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 40% tỷ trọng trong tổng xuất khẩu. Ông Nguyễn Xuân Hiền Tránh Văn phòng Hiệp hội Cà phê, ca cao Việt Nam Vicofa cho biết, trong quý 1 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu cà phê của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đã giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 808 triệu đô la Mỹ. Ngược lại, Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI tăng 3,7% lên 419,8 triệu đô la Mỹ. Do đó, tỷ trọng của doanh nghiệp FDI trong tổng xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo đó tăng lên mức 34% từ 31% của cùng kỳ, trong khi tỷ trọng của các doanh nghiệp trong nước thu hẹp từ 69% xuống còn 66%. Tổ chức Cà phê Quốc tế ước tính Nguồn cung cà phê toàn cầu trong niên vụ 2022 đến 2023 vào khoảng 171,3 triệu bao trong khi tiêu thụ ở mức 178,5 triệu bao. Với dự báo này, thị trường cà phê thế giới có thể thâm hụt 7,3 triệu bao trong niên vụ hiện tại. Theo dự báo này, sản lượng cà phê Arabica toàn cầu sẽ tăng khoảng 4,6% lên 98,6 triệu bao trong niên vụ 2022 đến 2023. Tuy nhiên, sản lượng Robusta dự kiến giảm 2,1% xuống còn 72,7 triệu bao. Giá tiêu hôm nay 22 tháng 4, cao nhất 67.000 đồng trên kg, thị trường bớt trầm lắng. Giá tiêu hôm nay 22 tháng 4 tại thị trường trong nước chứng lại sau hai phiên điều chỉnh tăng. Hiện giá tiêu dao động quanh mốc từ 64.000-67.000 đồng trên kg. Giá tiêu hôm nay 22 tháng 4 tại thị trường trong nước chứng lại và có xu hướng đi ngang sau hai phiên tăng liên tiếp. Theo đó, tại Gia Lai, Giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 64.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 65.000 đồng trên kg. Tương tự, tại Đông Nam Bộ, giá tiêu cũng duy trì ổn định. Hiện giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa Vũng Tàu đang được thương lái thu mua ở mức 67.000 đồng trên kg. Tại Bình Phước và Đồng Nai duy trì ổn định ở mức 66.000 đồng trên kg. Giá tiêu hôm nay trứng lại và đi ngang trong phiên cuối tuần theo đánh giá nhu cầu mua tăng trong khi nông dân giữ hàng đã đẩy thị trường tăng nhẹ. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IPC niêm yết giá tiêu đen làm pung Indonesia chốt tại 3.540 USD tấn. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 2.950 USD tấn. Giá tiêu đen Kuching Malaysia ASTA giữ mức 4.900 USD tấn. Giá tiêu trắng Muntok 6.002 USD tấn. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.225 USD tấn với loại 500GL, loại 550GL mức 3.275 USD tấn. Giá tiêu trắng ở mức 4.780 USD tấn. Ông Lê Việt Anh, tránh văn phòng, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam nhận định vụ mua hồ tiêu tại Việt Nam năm 2023 tương đối khả quan, ước sản lượng thu hoạch đạt 200.000 tấn tăng 9,3% so với năm ngoái. Trong khi đó, theo Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế IPC, sản lượng thu hoạch từ các nước sản xuất khác như Brazil, Indonesia và Ấn Độ đều dự báo giảm so với năm 2022. Tổng sản lượng hồ tiêu toàn cầu 2023 ước đạt 526.000 tấn so với 537,6 ngàn tấn của năm 2022. Sản lượng quế Việt Nam năm 2023 dự báo tăng so với năm 2022 và ước đạt khoảng 45.000 tấn. Cũng theo ông Việt Anh các yếu tố địa chính trị có thể là nguyên nhân chính tiếp tục gây ra những bất ổn về giá hơn là yếu tố cung cầu. Các yêu cầu và quy định khắt khe của thị trường nhập khẩu về rào cản phi thuế quan tiếp tục gia tăng, đặc biệt các vấn đề liên quan đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng. Nhưng tín hiệu tích cực là nhận thức về canh tác và thương mại bền vững sẽ ngày càng được cải thiện. Nửa đầu tháng 4 năm 2023, xuất khẩu tiêu cho thấy sự giảm tốc khi lượng mua hàng từ Trung Quốc chậm lại nông dân trồng hồ tiêu ở các địa phương đang bước vào giai đoạn thu hoạch cuối vụ, lượng hàng mới được bán ra thị trường ngày càng nhiều nhưng sức mua vẫn ổn định đã không làm giá giảm như thường thấy. Bảng giá tiêu hôm nay 22 tháng 4 năm 2023 địa phương DVT giá mua của thương lái đồng tăng giảm so với hôm qua chư xe Gia Lai kg 64.000, Đắk Lắk kg 65.000, Đắk Nông kg 65.000, Bình Phước kg 66.000, Đồng Nai kg 66.000, Bà Rịa Vũng Tàu kg 67.000.